Sáng 13 tháng 7, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, Hà Giang cho biết, vụ tai nạn xảy ra khoảng 4 giờ 10 phút cùng ngày tại km 11 tỉnh lộ 34 đoạn qua xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Sự cố khiến ít nhất 4 người đã tử vong, 4 người khác bị thương. Vào thời gian trên, một chiếc ô tô khách di chuyển từ Hà Giang vào Bắc Mê để đi cao bằng qua điểm sạt lở tại km tỉnh lộ 34, bất ngờ bị đất đá sạt lở xuống vùi lấp. Sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã điều động cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tới hiện trường, phối hợp tìm kiếm các nạn nhân. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê nói thêm, tới khoảng 7 giờ cùng ngày, chúng tôi đã tìm được 4 thi thể nạn nhân và 4 người khác bị thương đưa ra khỏi hiện trường. Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm những người khác. Cũng theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Bắc Mê, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn, địa điểm sạt lở đã được khắc phục từ chiều 12 tháng 7. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra sự việc có thể đoạn đường tiếp tục sạt lở nhưng tài xế ô tô khách vẫn cố tình đi qua, dẫn tới sự việc đau lòng. Theo ghi nhận, vào khoảng 11 giờ ngày 12 tháng 7, trên cầu Bình Than tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn khiến ô tô 45 chỗ hư hỏng nặng. Cụ thể ô tô 45 chỗ đang di chuyển trên cầu Bình Than, hướng từ thị xã Quế Võ đi huyện Gia Bình thì đâm vào lan can cầu khiến đầu xe bị hư hỏng nặng. Cũng theo ghi nhận, trên ô tô có khoảng 5 người, bao gồm cả tài xế. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, những người trên nháo nhào thoát xuống. Để tránh ủn tắc, lực lượng chức năng đã phân luồng phương tiện trên cầu hướng sang huyện Gia Bình. Đến trưa cùng ngày, đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết, bước đầu xác minh không có thiệt hại về người. Đại diện đội cảnh sát giao thông công an huyện Quế Võ thông tin, chúng tôi xác định nguyên nhân ban đầu là do tài xế ô tô tránh xe máy đi cùng chiều mất lái nên đâm vào lan can cầu bình thàn hiện lái xe đã chủ động xin tự khắc phục hậu quả và phối hợp với hạt quản lý đường bộ để xử lý vụ việc như đã đưa tin, khoảng 9 giờ sáng 11 tháng 7 tại km 49 400 cao tốc Hà Nội Hải Phòng, hướng đi Hà Nội Hải Phòng, thuộc thị trấn Sa Lộc, huyện Sa Lộc, Hải Dương, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng, 41 tuổi, quê Khả Tĩnh điều khiển, chở theo hai người là anh Trịnh Tuấn Anh, 34 tuổi, quê Thanh Hóa và Lê Ngọc Hùng, 36 tuổi, quê Nghệ An. Khi xe ô tô đang di chuyển chậm để tránh chướng ngại vật thì bị xe 16 chỗ do tài xế Quách Văn Lâm, 35 tuổi, quê Hòa Bình điều khiển và chạm nhẹ vào phía sau. Sau va chạm, tài xế Lâm và anh Tuấn Anh và anh Hùng đang đứng tranh luận trước đầu xe 16 chỗ, thì xe 7 chỗ do tài xế Trần Ngọc Thế quê Thái Bình đâm mạnh vào phía sau. Hậu quả, tài xế Lâm và anh Trịnh Tuấn Anh tử vong tại chỗ, anh Lâm Ngọc Hùng bị thương nặng, 10 người khác được đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích. Cục Cảnh sát Giao thông hiện đang phối hợp cơ quan điều tra huyện Gia Lộc Hải Dương, Viện Kiểm sát tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn tiến sĩ luật đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết đây là tình huống nguy hiểm cơ quan chức năng cần làm rõ hành vi dừng đỗ xe của hai lái xe trên làn cao tốc và hành vi thiếu chú ý quan sát của lái xe ô tô bảy chỗ nếu cơ quan cảnh sát kiểm tra kết luận có hành vi dừng đỗ sai quy định và thiếu chú ý quan sát thì người vi phạm còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự Trước tiên, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của ba tài xế, xe bán tải, xe 16 chỗ và xe 7 chỗ. Việc va chạm giữa xe bán tải và xe 16 chỗ trước đó khiến hai xe này không thể di chuyển hay không. Nếu xe không thể tiếp tục di chuyển, buộc phải dừng đỗ, thì việc dừng xe có đặt biển cảnh báo nguy hiểm hay không. Nếu sau va chạm mà xe bán tải và xe 16 chỗ vẫn có khả năng di chuyển mà hai tài xế vẫn dừng xe trên đường cao tốc, trên làn xe vượt, tốc độ cho phép 120 km/h hoặc xe không thể di chuyển buộc phải dừng xe mà không có cảnh báo dẫn đến tai nạn thì hai xe này có lỗi. Người còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260 Bộ luật hình sự với mức phạt tù thấp nhất là 1 năm, cao nhất là 15 năm tù. Đối với người điều khiển xe 7 chỗ đâm vào phía sau xe 16 chỗ đang dừng, cũng có dấu hiệu của hành vi thiếu chú ý quan sát. Theo quy định của pháp luật, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải làm chủ tốc độ, chú ý quan sát và giữ khoảng cách với xe phía trước. Nếu phát hiện chướng ngại vật phải giảm tốc độ đến mức thấp nhất, có thể dừng lại hoặc đánh lái để tránh va chạm. Các xe dừng đỗ gặp sự cố trên đường cao tốc được xác định là chướng ngại vật nếu người điều khiển phương tiện xe cơ giới tham gia giao thông mà đâm vào phía sau xe ô tô khác đang di chuyển hoặc đang dừng khẩn cấp, có thể xác định là lỗi thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, không giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và người có lỗi còn sống sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Ngoài ra, luật sư Cường cho rằng cũng cần xem xét trách nhiệm của hai người tranh cãi với lái xe 16 chỗ trên làn đường vượt của đường cao tốc. Vị trí ba người đứng tranh cãi là nơi dành cho xe vượt với tốc độ tối đa 120 km/h, không được phép đi bộ. Bởi vậy, hành vi đứng tranh cãi trên mặt đường cao tốc không có cảnh báo gây tai nạn giao thông rất nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Luật sư Cường nêu quan điểm, trong vụ việc này, ngoài hai người đã tử vong, những người còn lại còn sống là những người tham gia giao thông đường bộ có liên quan tới vụ việc này mà có lỗi, dừng đỗ xe sai quy định, thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, cản trở giao thông thì sẽ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Như vậy, theo luật sư cường, với hậu quả chết hai người và nhiều người bị thương, thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, người có lỗi trong vụ tai nạn này còn sống có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2, điều 260 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 3 tới 10 năm tù. Ngoài hình phạt tù, người vi phạm trong vụ tai nạn còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra với các nạn nhân. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký công điện 66 CDTTG ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Hà nội Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Hải Dương. Công điện nêu, vào 9 giờ ngày 11 tháng 7, trên tuyến cao tốc Hà nội Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong và 9 người bị thương, 3 phương tiện hư hỏng nặng ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn thủ tướng chính phủ đã gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình các nạn nhân tử vong thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đồng thời thủ tướng chỉ đạo lãnh đạo tỉnh hải dương và lực lượng công an đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi các nạn nhân trong vụ tai nạn để khắc phục hậu quả và ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông tương tự thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ công an chỉ đạo cục cảnh sát giao thông và công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát đối với xe ô tô tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là các vi phạm về phần đường làn đường tránh vượt trái quy định Bộ trưởng Bộ Công an cũng giao nhiệm vụ chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương phối hợp với đơn vị quản lý đường cao tốc có biện pháp giải quyết kịp thời các trường hợp dừng xe trên đường cao tốc, kể cả dừng xe do sự cố của phương tiện để phòng tránh các vụ tai nạn tương tự. Thủ tướng giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng bố trí mọi điều kiện về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi hỗ trợ động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng khẩn trương làm rõ các vi phạm của tổ chức cá nhân có liên quan đến xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan, giả soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên các tuyến cao tốc bộ trưởng giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị quản lý khai thác các tuyến đường cao tốc có biện pháp ứng phó ngay đối với các trường hợp dừng đỗ xe trên cao tốc nhằm bảo đảm an toàn giao thông không để xảy ra các vụ tai nạn tương tự trong thời gian tới Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ 58 cùng ngày tại km 49 cộng 400 đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Thời điểm trên, xe bán tải do anh Đặng Quốc Hoàng, sinh năm 1983, quê Khả Tĩnh điều khiển, trên xe chở anh Tuấn Anh và Lê Ngọc Hùng, sinh năm 1988, quê ở Nghệ An, đi chậm để tránh chướng ngại vật thì bất ngờ xe 16 chỗ chở tài xế và 10 hành khách đi cùng chiều đâm vào phía sau. Sau va chạm, anh Lâm đứng trước đầu xe khách tại hiện trường để tranh luận với Tuấn Anh và Hùng. Lúc đó, xe ô tô con biển kiểm soát 30K757XX do tài xế Trần Ngọc Thế quê Thái Bình từ phía sau đâm vào xe 16 chỗ. Hậu quả, các nạn nhân Trịnh Tuấn Anh và Quách Ngọc Lâm tử vong tại chỗ, tài xế Trần Ngọc Thế mắc kẹt trong cabin cùng 5 người khác bị thương. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông xác định tài xế xe bán tải 38C195XX không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy. Trưa ngày 11 tháng 7, cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng làm nhiều người thương vong xảy ra vào sáng cùng ngày. Cụ thể khoảng 9 giờ ngày 11 tháng 7 tại km 49 cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng đi Hải Phòng qua địa phận huyện Gia Lộc, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô. Theo camera ghi lại, trong khi hai xe ô tô, xe khách 16 chỗ, xe bán tải đang ở làn chạy tốc độ 120 km/h thì xe ô tô con loại 7 chỗ đâm vào đuôi xe khách, cú đâm khiến xe khách lao về phía trước va chạm với xe bán tải. Vụ việc khiến phần đầu ô tô con và đuôi xe khách hư hỏng nặng biến dạng, tài xế xe ô tô con mắc kẹt bên trong. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, xe bán tải biển kiểm soát 38C195XX do anh DQH sinh năm 1983 trú tại Hà Tĩnh điều khiển. Bên trên có hai người là anh TTA sinh năm 1990 trú tại Thanh Hóa và anh LNH sinh năm 1988 trú tại Nghệ An. Anh A tử vong tại hiện trường, anh H bị thương được đưa đi cấp cứu. Xe ô tô 16 chỗ biển kiểm soát 15F006XX do QVL sinh năm 1989 trú tại Hòa Bình điều khiển, trên xe có 11 người kể cả tài xế. Xe ô tô con biển kiểm soát 30K757XX do anh TNT trú tại Thái Bình điều khiển, chở theo một người, hiện cả hai được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, hai người tử vong là anh A và anh QVL đi xe khách 16 chỗ, tổng cộng có 10 người được đưa đi bệnh viện kiểm tra. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, nguyên nhân ban đầu do xe bán tải đi chậm tránh chứng ngại vật dẫn đến việc xe 16 chỗ va chạm vào phía sau. Lúc này anh L và anh A, H đứng lại tranh luận trước đầu xe khách thì xe ô tô con đi phía sau đâm vào đuôi xe khách. Qua kiểm tra cồn, ma túy là xe bán tải 38C 195XX không vi phạm. Hiện các đơn vị Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an huyện Gia Lộc, Viện Kiểm sát điều tra làm rõ nguyên nhân.